Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Hiện tại thì Thanh Trương đang có mặt tại tiệm váy cưới của anh Pro Tiềm, anh mà đóng la lép liệt trong Chùm Nổ Một đó quý vị, thì chắc quý vị khán giả cũng biết rồi. Thì hôm nay thì anh Trương đang có mặt tại đây để lựa váy cưới đó quý vị. Không biết coi có cô nào mà cô gái nào mà may mắn hạnh phúc không khi được Thanh Trương lựa một cái váy. Quý vị, váy ở đây rất là đẹp. Nói chung là ở bên anh là có là studio váy cưới là đỉnh nhất, là gọi là tiện hiện đại nhất và gọi là chu đáo nhất ở gọi là Việt Nam luôn đi. Bây giờ Thanh Trương nói là ở Việt Nam luôn đi. Đó thì ở đây có rất là nhiều váy cưới và dạ, anh có hai chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh chính ở Đà Nẵng nữa. Thì đây. Đây. Alo, Trương. Ăn trời ơi, mới vô mà chửi thề nữa. Xin chào tất cả mọi người trên kênh của Thanh Trương. Tôi sẽ ship cho quý vị ơi, thì hôm nay thì anh Trương đến đây là anh nói chung là cũng có đại sự anh ha. Thì anh nói là anh Tiềm nói là sắp tới là ở đoạn đường mà Tân Quỳ Tân Quý này thì địa chỉ cũ của anh là 835, thì sắp tới ở đây nó giải phóng mặt bằng đúng không anh? Đúng rồi, nó mới gửi giấy thông báo thôi. Thông báo giải phóng mặt bằng mà bây giờ mình làm ở cuối làm thời gian dài hạn mà nó thông báo được khó làm nên anh phải gấp rút vô đây tìm lại mặt bằng mới. Hiện tại mặt bằng mới là bên 248 Tân Sơn Nhì á. 248 Tân Sơn Nhì cũng quận Tân Phú đúng không anh? Đúng rồi. Đó thì ta chuyển qua đó. Thì có gì quý vị khán giả sắp tới thì quý khán giả mà muốn chụp hình ảnh cưới mà thì có mình có số điện thoại đúng không anh? Mình cứ liên hệ rồi mình mới biết được cái địa chỉ mới là 248 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Thì hôm nay qua thăm anh thì giờ anh cũng cùng các bé là về lại Đà Nẵng. Thì biết tiện thể thì Thanh Trương cũng quay luôn quý vị khán giả một món mà chị Thanh Nhánh Thiện chị khởi nghiệp với quý vị. Thì trước thì chị cũng làm bên phim của bên công ty cũ. Thì nói chung hai anh em thì cũng được đóng phim thì cũng nhờ chị giúp đỡ rất là nhiều. Cho nên bây giờ là đây con đi lại đây, là đây ngồi ăn này. Đây, thì tiện thể là review cho quý vị khán giả xem luôn là cái này là đá me thơm gym. Đó, ở đây có số điện thoại luôn quý vị là 0847106789. Số đẹp anh Hà. Tiến lên này. Con ngồi đây là hai bé nhà anh. Anh có nhà anh có mấy bé anh? Bốn đứa. Đây quý vị khán giả thì hôm nay thì để bà làm cho, bà làm cho. Này. Bình thường là sẽ có cái đá mà nó nhỏ hơn nhưng mà Thanh Trương đập đá nó không có được nhỏ lắm đó quý vị, cho nên Thanh Trương đá nó như vậy là vừa rồi đó. Thì mình sẽ lấy đá mình bỏ vào trong cái trong này là có đậu phộng, có me rim với lại có dứa nữa. Nói đây. Chung là Trương nó ít khi đập đá nên mỗi khi nó đập là cục nó không nói nó to. Đây là mình cho. Cứ dầm như vậy này. Đây của con đây. Đó, dầm như vậy đi con lấy cái tay con dầm như vậy, dầm lúc nào cho nó ra nước á. Đó đúng rồi, đưa cái muỗng này cho chú. Dầm mấy cái luôn. Không, đưa luôn muỗng cho chú. Một cái hả? Một cái thôi. Ngon đó rồi. Thì cái này là 25.000 đồng một ly nha quý vị. Đó. Cái này do mình đập đá nó bự quá. Đập đá nó bự cho nên là ra nó lâu hơn. Nó nhỏ nhỏ nhưng màu toàn nước là ngon. Mà ngon. Cái bỏ cái gì trong này mà ngon thôi. Dạ. Ở này cái này ở Đà Nẵng có không anh? Không có hả? Hay là anh xin chị Thanh công thức rồi mình mang về Đà Nẵng mình buôn bán cái này đi chị. Chắc dễ vậy á. Chứ ngon á. Nó không đá mè, nó đá mè, nó mè nhưng mà không có chua lắm, nó chua nhưng mà nó không có gắt. Cái me này giống như kiểu me Thái mà sao á. Hồi nãy mình nói là cho chị mở quán ở đâu? Chị đâu? Chị thì chị chưa có mở quán, chị chỉ bán online thôi. Cho nên là nó có số điện thoại là 0847106789. Là mới mở đó, mới chuẩn bị mới làm tập tành rồi. Ok là mới mở shop á. Dạ vâng. Cái này là làm đây ok đó. Hiệu của nó là Happy. Nhãn hiệu của nó là Happy. Có nghĩa là vui vẻ đấy anh. Cái logo nhìn cũng dễ thương xinh xắn mà. Nói chung là chị ấy giúp đỡ mấy anh em rất là nhiều cho nên là cũng tiện thể quay luôn. Trời. Mình dầm một chút rồi nó trong cái mùa hè mà nó đang nóng thì nếu mà chị Thanh thì coi được cái clip này thì em nói với chị một cái này. Đúng rồi, ngon rồi đó con ăn cái này. Sớm mở showroom đây em ghé qua trực tiếp ăn luôn.
Đó. Ngon. Ở đây là có đậu phộng. Đậu phộng thì ăn. Con thấy sao? Ngon đúng không? Có bùi không? Con thấy sao? Ngon. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Một like đây nè, một like nè. Mấy đứa nhóc nhà mình ăn mà cũng thấy ngon, ngon lắm. Không có chua lắm. Anh Vinh, cái khẩu vị của anh thì sao? Người miền Trung thì khẩu vị của anh cảm nhận cái món này sao anh? Ngon, nó đã me tưởng chua lắm nhưng mà không chua vừa mà nó ngọt ngọt. Nó béo với lại có cái gì nè, có cái gì ta? Cái này là gì ta? Dần dạng là gì ta? Cái này là rứa, là thơm. Thơm à, khóm là à. Thơm là khóm. Thơm. Ủa cái này đã me mà cái này có phải me cái hộp chỉ mềm mềm ta? Cái hạt này em cũng chưa biết hôm qua em quên em chưa hỏi nữa cơ. Đó, mọi người. Xin giới thiệu mọi người. Tuyệt vời. Đây là còn đây là mẹ vợ của anh Tiềm. Với lại còn một bé nhỏ nhất nữa. Đó, nhìn rất là đẹp trai. Quá đẹp trai luôn. Nhìn giống bố nha. Vậy sắc mặt luôn, sắc mặt nhỏ luôn. Nhìn dễ thương quá. Nhỏ. Úc. Ê tay tay lên mình đây. Tạp tạp tạp. Ôi sắp tới thì anh ngày mấy anh qua bên đó? Ngày 20 là ngày chốt để chuyển một bằng bên này. Dạ. Bữa nay tới ngày 20 là phải về giờ tìm cho xong cái này. Còn bên kia hơn khi trương thì có thể là khi trương ngày 25 hoặc ngày 3, ngày 5, 8. Em thấy là ở đây một trong 2 ngày chứ sợ làm kịp. Ở đây rất là nhiều khoảng bao nhiêu bộ váy anh? Ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh này. Nói chung là nhiều lắm á. Nhiều lắm. Hơn cả trăm bộ á. Ừ, 100 bộ á. Còn cả đồ chú rể nữa anh nhỉ? Đồ chú rể với ống dài là để trên lào tranh. Vận chuyển nhắc cũng cực lắm. Mỗi lần như vậy nói chung là cửa hàng mình này chứ qua chi chuyển qua kia thì nó sẽ hoành tráng hơn. Nó sẽ bên kia thì đó là một trạch và hai lầu, một sân thượng thì bên mình sẽ làm cái trạch là tiếp khách, một vài cái váy cưới và hai cái phòng trên hai cái lầu trên kia đều là toàn là đồng bộ là váy cưới. Còn tầng 3 là cái tầng là những cô dâu sợ nắng sợ nôi thì mình sẽ chụp phim trường tại studio luôn. Nói chung rất là tiện cho mấy chị em. Còn ngoại cảnh thì ở trong Sài Gòn anh thì thường chụp ở bên ở Đà Nẵng đúng không anh? Và ở Đà Lạt, ở Sài Gòn cũng có nữa. Nói chung là tùy quý khách hàng yêu cầu ở đâu thì mình chụp ở đó. Sài Gòn thì đa số là ekip của bên mình thực hiện, còn anh ấy thì lâu lâu anh vô anh thăm cửa hàng rồi gặp cái lịch trình chụp luôn. Ngày hôm nay chụp nhưng mà anh có việc ở để xử lý chứ cửa hàng nên anh phải ở nhà để ekip chụp. Chứ anh không thể chụp thường xuyên được thì anh cũng lo nhiều việc. Hay quá, ngon. Ngon quá ha. Nói chung thì mỗi lần mà chuyển chỗ như vậy thì nói chung nó cực quá anh ha. Nhưng mà giờ nó không may nó đến thì mình phải chuyển thôi. Thì cũng thông báo cho quý vị khán giả mà quan tâm đến Pro Team thì mình có thể có số điện thoại không anh? Thì mình sẽ tư vấn trực tiếp. Số hotline của cửa hàng chi nhánh 2 Pro Team là 0763 747979. Hiện tại thì 835 Tân Kỳ Tân Quý thì mình sẽ dời về 248 Tân Sơn Nhì. Mong rằng thời gian sắp tới mọi người sẽ ủng hộ áo cứu rồi tìm nhiều hơn. Và chắc ngày hôm nay coi những clip sẽ có nhiều người biết đến tìm. Đặc biệt những fan nào mà thường hay xuyên lướt TikTok thì sẽ coi được những clip mà chụp hình vui nhọn của tìm. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn theo dõi kênh TikTok Pro Team cũng như là Facebook, YouTube của Pro Team Studio. Tìm đã cố gắng ra nhiều sản phẩm nhiều hơn nữa. Nói chung là hai anh em là quen với nhau từ cái thời mà hai anh em thi Thách Thức Anh Hài. Rồi xong là đi quay cho anh Khương Trùng Nổ. Rồi anh Trương có dịp đi ra Đà Nẵng rồi hai anh em cũng thân nhau. Nói chung là anh có cái gì anh Trương cũng đến đây chơi với anh và quay lại tất cả những cái mà công việc rồi cũng như là tiệm cho quý vị khán giả xem. Nói chung ở đây cũng rất là nhiều bộ váy cưới thì mọi người có thể đến tham khảo. Hy vọng thì ví dụ các cô chú anh chị với lại các khán giả mà ở nước ngoài mà muốn có những bộ hình ở Việt Nam nữa thì mình cũng có thể đến đây để liên hệ anh Tiềm, bởi vì anh Tiềm cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm mà chụp cho các cô dâu chú rể Việt Kiều cũng như là người nước ngoài đúng không anh? Anh chụp khách nước ngoài nhiều lắm, Nhật, Xin, rồi Hàn, Trung Quốc, Hồng Kông, nói chung Đài Loan chụp nhiều. Dạ. Đa số là anh chụp cho Đài Loan với lại Trung Quốc với lại Nhật là nhiều. Đó.
những cái nước đó, còn Singapore này, này kia cũng lây ra. Anh Tiềm là có những cái chỗ mà chụp hình cực đẹp luôn quý vị, là như ở Đà Nẵng hay là ở Hội An á quý vị. Thanh Dương đến rồi nhìn nó đẹp lắm. Thì hy vọng là quý vị khán giả xem xong clip này thì mình biết thêm được về anh Pro Tiềm, và cũng như là thông qua đây nói thật là cái này cũng quảng cáo cho chị Thanh Nhân Thiện một chút. Đó thì đá me thơm gym cái này rất là ngon. Nhưng mà ngon mọi người. Ngon anh ha. Cái này nó béo béo. Được không? Có đạo béo mà thơm dứa với lại nó chua có me với là mà nó chua vừa vừa, nó ngon ngon. Người lớn ăn được, trẻ con cũng ăn được anh ha. Với lại ngoài giờ dẫn như là cuối năm rồi có ra phim gì hả? Dạ, em dạ, cuối năm cũng có một hai dự án phim. Em thì định thực sự là định cuối năm nay làm phim cơ, nhưng mà do kịch bản em viết rồi em đang sửa lại một chút nữa, nhưng hy vọng là sẽ có một cái dự án nào đó do bản thân em viết kịch bản và diễn cho quý vị khán giả xem luôn. Sắp tới thì có Ngôi Sao Miệt Vườn anh. Thì anh có vô đây mà đúng thời gian ghi hình thì anh qua chơi với bọn em cho vui. Với lại qua thăm anh Khương nữa. Lâu rồi chưa gặp anh Khương. Nói chung là mà có dịp ghé qua. Nói là anh này việc nhiều, đi tới luôn nên thôi. Có dịp mấy em ghé qua đây chơi rồi. Quý vị ơi thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi cái clip này, và chúc cho quý vị khán giả có một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Chào mọi người. Bye bye.